Xin chào các bạn. Hôm nay thay mặt cho Aroha tôi xin phép được trình bày về dự án Safe Lung. Đứng trước sự biến động của thế giới và tình hình dịch bệnh trên toàn cầu thì số lượng những người mắc viêm phổi đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là đối với đối tượng trẻ em. Trong khi đó thì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Thì hôm nay tôi mang đến đây dự án Safe Lung, cung cấp một bộ thiết bị giúp cảnh báo các bệnh viêm phổi ở trẻ em và ứng dụng hỗ trợ sàng lọc người nhiễm SARS-CoV-2. Bộ thiết bị của tôi bao gồm một ống nghe điện tử thông minh và một app mềm đi kèm. Về tính năng, ở đây sau khi các thiết bị đã được kết nối thì người dùng sẽ được hướng dẫn về quy trình vị trí đặt ống nghe, sau đó kết quả hiển thị sẽ là một bảng thống kê các chu kỳ thở. Người dùng sẽ căn cứ vào bảng này để biết được là chu kỳ thở nào của mình có vấn đề về bệnh lý phổi hay không. Sau đó, một kết luận mang tính chất tham khảo sẽ được gửi đến cho người dùng, đồng thời gợi ý các bác sĩ chuyên khoa để người dùng có thể tiến hành liên hệ và đặt lịch khám. Về quy trình vận hành thì ở đây đầu tiên thiết bị ống nghe điện tử sẽ tiến hành thu dữ liệu, sau đó gửi cho smartphone của người dùng. Smartphone người dùng lúc này sẽ đẩy dữ liệu cho trung tâm xử lý để tiến hành xử lý và phân tích. Sau đó trung tâm xử lý sẽ gửi lại bảng kết quả cho smartphone để tiến hành hiển thị cho người dùng bảng kết quả. Phương pháp xử lý lõi của tôi sử dụng hai công nghệ chính, đó chính là công nghệ xử lý tín hiệu wireless hiện đại và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Để kiểm nghiệm cho phương pháp này thì tôi sử dụng tập dữ liệu của IBA và cho độ chính xác lên đến là 92,07%. Đây cũng chính là bài báo nghiên cứu khoa học của em và sẽ được công bố tại hội nghị quốc tế ICISM sắp tới. Cộng sự của em bao gồm ông Tống Bùi Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp và Cộng đồng, Tiến sĩ Nguyễn Phan Kiên, Giám đốc công ty VKAT và Tiến sĩ Trần Anh Vũ, trưởng bộ môn Công nghệ điện tử và Kỹ thuật Y sinh Trường Đại Bách Khoa Hà Nội. Sau đây xin mời bạn Hương trình bày về phần kinh doanh. Hello. Tiếp theo của anh Tùng thì em là Hương, em sẽ trình bày về kế hoạch kinh doanh. Đầu tiên là kế hoạch của hoạt động của bọn em. Thì bọn em có 4 hoạt động chính. Thứ nhất là hoàn thiện sản phẩm. Về mặt pháp lý thì bọn em sẽ đăng ký ở Cục Sở hữu Trí tuệ cũng như là đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế của Bộ Y tế. Thứ hai là về hoàn thiện phần cứng thì bọn em sẽ test các mặt nghe trên thị trường sao cho tìm được mặt nghe có chất lượng thu âm thanh phổi tốt nhất. Và về hoàn thiện phần mềm thì bọn em hoàn thiện công nghệ lõi cũng như là hoàn thiện app và website sao cho thân thiện với người sử dụng. Về chu trình sản xuất thì bọn em thống nhất là sẽ nhập nguyên liệu thô ở bên ngoài và sau đó là thuê người gia công, tiến hành lắp ráp và cuối cùng là tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi mà xuất bán ra khỏi thị trường. Và bọn em tính cho khi mà sản xuất một đơn vị sản phẩm là 45 phút. Về nghiên cứu phát triển R&D thì đầu tiên bọn em sẽ nghiên cứu về kích thước, hình dáng sản phẩm sao cho tối ưu với người sử dụng. Cùng với đó thì bọn em sẽ hoàn thiện công nghệ lõi và nghiên cứu quy trình sản xuất sao cho tối thiểu hóa chi phí. Và tiếp theo là trên tay các ban giám khảo là kế hoạch tài chính của chúng em. Thì bọn em tính dự kiến để chi phí để bán ra được một sản phẩm là 877.000 cho năm thứ nhất và sẽ giảm dần vào năm thứ hai, năm thứ ba khi sản xuất tăng lên. Về doanh số thì bọn em dự kiến năm thứ nhất bọn em bán 3.000 sản phẩm chiếm dưới 0,1% thị trường và bán với giá là 1 triệu đồng. Bọn em sẽ hòa vốn và thời gian là 1,18 năm và hòa vốn khi mà tại thời gian là 9,9 tháng và cái tỷ suất thu nhập nội bộ IRR của bọn em là 319,9% và giá trị hiện tại dòng trong 3 năm đầu là 5 tỷ 5 đồng. Về kế hoạch marketing thì bọn em định vị sản phẩm đây là sản phẩm tiên phong trên thị trường và không có đối thủ cạnh tranh cũng như không có hàng hóa thay thế. Về khách hàng mục tiêu đầu tiên bọn em hướng tới đó là tổ chức công cộng. Vấn đề gặp phải là khi mà dịch tràn xuống thì thứ nhất họ không đủ các nguồn lực bác sĩ để khám cho tất cả mọi người. Thứ hai là kết quả sàng lọc của cái thiết bị đo nhiệt độ ở các nơi công cộng là quá thấp. Đối tượng thứ hai mà bọn em hướng tới đó là các gia đình có các nhỏ thì bố mẹ thường là rất là chủ quan không đưa các em bé đưa đến các bệnh viện phổi kịp thời để các em bé đo và dẫn đến tử vong rất là nhiều. Bọn em hướng tới cái thu nhập của mỗi gia đình lớn hơn 15 triệu đồng. Về kế hoạch marketing for B thì em sẽ nói rõ về phần quảng cáo promotion. Về thứ nhất là tận dụng cộng đồng, bọn em sẽ tạo ra các cộng đồng mẹ và bé trước, sau đó cung cấp kiến thức cho họ về sau đó bọn em sẽ định vị họ về sản phẩm của bọn em. Có nghĩa là bọn em sẽ tạo ra cái hiệu xạ tự nhiên hương trong cộng đồng. Thứ hai là bọn em sẽ trao đổi tận dụng database của đối tác để giảm thiểu chi phí marketing. Và tỷ lệ đốt của bọn em dự kiến cho nghiên cứu marketing và nghiên cứu R&D là từ 180 đến 200 nghìn cho một sản phẩm. Và cuối cùng tầm nhìn dự án của bọn em, đầu tiên là định vị sản phẩm quen thuộc thiết yếu với mọi gia đình Việt. Thứ hai là sản phẩm cộng đồng, xếp chip, xếp radar và hướng tới top 10 thị trường Việt
Nam về cung cấp thiết bị y tế và hướng ra thị trường Đông Nam Á. Thì sau đây là phần thuyết trình của nhóm chúng em. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin chúc mừng Aloha đã hoàn thành phần thi của mình. Và ngay bây giờ đây sẽ là 4 phút Q&A. 5 phút của các bạn bắt đầu. Xin chào các bạn. Thực ra là cứ nghe đến phổi rồi lại nghe đến sars cov 2 thì chị nghĩ là chắc là rất là nhiều người quan tâm đến cái sản phẩm này của các bạn. Nếu như các bạn có thể kịp thời đưa sản phẩm này ra thị trường thì chị nghĩ đấy là một cái điểm rất là đột phá. Với các tất cả những cái gì mà cả hai bạn nói thì mình thấy rất là tin tưởng là biết đâu đó mà chính quyền Việt Nam có thể là mang lại một cái sản phẩm dẫn đầu trong cái việc phòng chống dịch covid như thế này. Điều đấy là một điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên thì thực ra là hiện giờ chị đang thấy là bọn em sắp đưa vào lúc đầu tiên thì thấy bạn gái có nói về cái đối tượng là đơn vị công cộng mà chính phủ, nhưng sau đó thì kế hoạch marketing lại chủ yếu tập trung vào hộ gia đình ấy, bà mẹ bà bé vân vân, thì cái đấy chị chịu chưa rõ lắm và chị đang và mình đang nghĩ rằng là chị không biết là giữa hai cái đối tượng đó thì bọn em sẽ chọn đối tượng nào là đối tượng mà mình sẽ bắt đầu. Bởi vì là theo nghiên cứu thì ở Việt Nam hiện nay thì có 2,9 triệu trẻ em mắc các bệnh về phổi. Thì bọn em hướng tới tập trung vào đối tượng là trẻ em trong các gia đình có con nhỏ trước. Còn bọn em là vì trẻ em bị cộng đồng trước. Còn cái mà sàng lọc, ứng dụng sàng lọc SARS-CoV-2 thì hiện tại thì ở Việt Nam thì cũng dịch đã kiểu là giảm xuống, nhưng mà bọn em vẫn muốn ứng dụng cái thiết bị của bọn em để vào sàng lọc những người nhiễm Covid ở những nơi công cộng, như kiểu là những nơi mà giao thương giữa các nước trên thế giới như sân bay, thì mọi người vẫn chưa chắc chắn là bao giờ cái tình này nó sẽ dập xuống, thì bọn em tập trung luôn vào hai đối tượng như thế. Em cho anh hỏi bạn Nam là học y à? Dạ không, em học đại học Bách Khoa. À, đại học Bách Khoa thì sao lại viết về, lại giỏi về y thế này nhỉ? Thực ra là em học Bách Khoa nhưng mà là chuyên ngành xử lý tín hiệu, cho nên là em muốn ứng dụng việc xử lý tín hiệu vào để kiểm tra sức khỏe phổi. Tức là anh hỏi hơi ngu một tí, tại vì cái tên của anh là Lăng, nhưng mà anh cũng chưa thấy, nhìn cái chữ Lăng này chưa thấy nó, mình anh không hiểu lắm. Tức là sản phẩm của em là để đo gì, tức là nói cách ngắn gọn sản phẩm của em là gì, anh đọc xong anh hơi bị lost. Dạ vâng, có nghĩa là sản phẩm của em tức là nó sẽ thu cái tín hiệu âm thanh phổi và khuếch đại nó lên, sau đấy là sẽ xử lý ở cái khoảng tần số đấy, có nghĩa là theo phương pháp thì sẽ xử lý theo các băng tần quang và tính toán trên các năng lượng ở tăng băng tần quang đấy, sau đấy là sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sàng lọc. Anh có hiểu không? Cho em hỏi cái quan trọng này, anh nghĩ rằng cho nên là em đúng chuyên ngành trả lời anh hỏi anh qua câu hỏi. Vậy chắc là vậy, anh Sơn là chuẩn, anh Sơn là chuyên về ngành ngành y, ngành y với thiết bị y tế. Vâng, anh có ba câu hỏi đúng không? Ở đây mọi người, một là căn cứ lâm sàng của anh, ai nói là nghe tiếng phổi có thể phát hiện được viêm phổi đúng không? Đấy là cái đầu tiên căn cứ. Cái thứ hai nữa, có anh tính đến các vấn đề pháp lý hay chưa? Đúng không? Cái thứ ba nữa, trong kế hoạch của anh không nhìn thấy chỗ nào nghiên cứu lâm sàng cả để đưa một thiết bị ra thị trường mà khơi này ra để xác định thì không bao giờ làm được. Đúng không? Thì các bạn sẽ xử lý vấn ba cái câu hỏi này nào hoặc vấn đề này. Em xin phép trả lời câu hỏi thứ nhất và hai câu hỏi sau thì Hương sẽ trả lời giúp em. Câu hỏi thứ nhất thì thực tế khi mà căn bệnh viêm phổi ấy, thì nó sẽ chia ra làm rất nhiều các tín hiệu khác nhau, ví dụ như là tín hiệu normal, tín hiệu wheeze, tín hiệu crackle, thì các loại tín hiệu này đã được các bác sĩ có chuyên môn về phổi ứng dụng, có nghĩa là các bác sĩ sẽ nghe chỉ tiêu. Anh nhắc cắt lời lại nhanh, em còn 1 phút. Dạ vâng. Chỉ tiêu để xác định viêm phổi là cái gì? Chỉ tiêu để xác định viêm phổi tức là nguyên tắc của bệnh viện ấy, mình nghĩ. Dạ vâng. Nguyên tắc tức là người ta sẽ nghe hai bên của thành phổi, nếu mà cảm thấy sự khác biệt của nhau thì sẽ kết luận là bên thành phổi đó bị vấn đề của viêm phổi. Nghe phát mà phát hiện ra viêm phổi? À không ạ, người ta phải nghe toàn bộ trường thành phổi. Ai là cố vấn chuyên môn như vậy? Cố vấn chuyên môn của em là tiến sĩ Trần Anh Vũ ở lab nghiên cứu BME 418 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cô bác sĩ nào ạ? Thực ra là em có một người bạn ở đang thực tập ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai cố vấn cho em. Anh đề nghị của em là phải bổ sung với anh một bác sĩ. Đúng không? Đúng. Không bao giờ mấy ông kỹ sư để ra quyết định của bác sĩ được. Đấy là cái đầu tiên. Cho nên toàn bộ evidence của em là sai hết. Đấy là như thế cả. Thế còn cái thứ hai nữa. Cái thứ nhất là bọn em đây là thiết bị là cảnh
cái thiết bị của em cũng đưa ra cái kết quả, nó chỉ là kết quả tham khảo để và khuyến cáo người dùng đi đến bệnh viện, chứ không phải là xác định là người ta bị viêm phổi, hay bọn em không đưa ra kết quả như bác sĩ mà bọn em chỉ là cảnh báo thôi ạ. Còn vấn đề pháp lý thì bọn em đang nghĩ tới, đó là khi mà bọn em xin vào Bộ Y tế, bọn em phải xét nghiệm tối thiểu là 5.000 mẫu sản phẩm, sau đó là cái hộp đồng đấy người ta sẽ khám, người ta sẽ có một hộp đồng thẩm định, sau đó là người ta sẽ đưa ra kết quả. Không dễ được đâu, không dễ được đâu. Dạ vâng, thì bọn em biết đấy là một quá trình nhưng mà rất dài, nhưng bọn em sẽ cố gắng, bởi vì đây cũng là ý tưởng mới và đột phá, thì em tin là bọn em sẽ làm được. Vâng, em sẽ xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn Aloha, phần trình bày rất thú vị và hấp dẫn.